Hello, chào mừng anh em đến với chương trình Lì Xì Mua Gì. Hôm nay là ngày mùng 1 Tết, vì đầu tiên mình sẽ chúc các bạn một năm mới mạnh khỏe, an khang, thịnh vượng và thật nhiều lì xì để mua những cái gì trong mình phát sóng vào 3 ngày. Và chúng mình sẽ phát sóng vào 4 ngày nhá. Ngày mùng 1 Tết, mùng 2 Tết, mùng 3 Tết và mùng 4 Tết. Và ngày hôm nay mùng 1 Tết thì chúng mình sẽ đến với đó chính là những cái bộ combo gear mà giá dưới 2 triệu các bạn đáng mua nhất hiện tại. Và trước khi mình review thì mình xin nhắc lại các bạn, đó chính là Hà Nội Computer, chúng mình sẽ phục vụ xuyên Tết. Anh em mà có lì xì cái đến công ty mua ngay Hà Nội Computer 43 Thái Hà. Các bạn biết tin gì chưa? Hà Nội Computer mở cửa xuyên Tết từ ngày 11 tháng 2 đến ngày 16 tháng 2 tại cơ sở 43 Thái Hà. Áp dụng khuyến mại, cứ mua hàng là có lì xì cho tất cả các đơn hàng online hoặc mua trực tiếp. Chúc quý khách hàng một năm mới an khang thịnh vượng. Rồi, đầu tiên thì mình nhắc lại tất cả combo ở dưới này. Tất cả combo ở đây chúng mình đều có là giá dưới 2 triệu và toàn bộ đều là hàng mới 100%. Và phục vụ cho các bạn đủ, các bạn muốn chơi gì các bạn chơi, và hiệu năng của nó chúng mình đã test khá là nhiều rồi. Nhưng mà đầu tiên thì với combo mình mang đến đó chính là chuột Logitech G102 này, bàn phím Daru EK87 và cuối cùng là tai nghe Daru EH722X. Thì mình sẽ mở cả ba ra cho các bạn xem. Thực sự những cái đồ này thì mình đã dùng khá là nhiều và mình thấy chất lượng của nó ổn áp so với những cái giá thành mà nó mang lại. Đầu tiên thì chúng ta nói về con chuột G102 đi. Nếu mà các bạn nói là không biết một chuột gì thì các bạn mua cho mình 102 với giá dưới 500.000, 600 gì đấy. Tại vì G102 nó là một con chuột gaming, đến các game thủ chuyên nghiệp họ còn dùng, chứ không phải là các game thủ bình thường. Các bạn đừng nghĩ nó rẻ, tại vì mắt đọc nó rất là ngon. Và thứ hai thì các bạn sẽ có con chuột này, vấn đề nó hơi nhỏ, tại vì các bạn nếu mà tay to như mình này, khổ tay của mình khoảng tầm 22 phân thì nếu mà cầm con này này thì nó sẽ hơi bị thon gọn quá trong tay ấy. Nên là các bạn nào mà có khổ tay tầm trung bình khoảng tầm 20 phân đổ lại thì cầm con chuột này ôm tay hơn. Còn đối với mình cầm những con chuột như G102 thì mình sẽ phải là cầm dạng claw grip này thì nó mới gọi là ổn áp hơn cho mình. Và nếu các bạn chưa biết thì Shroud cũng dùng G102. Và Shroud là ai thì các bạn có thể lên mạng và xem những clip vẩy chuột của anh ý và cái bộ chuyên nghiệp họ còn dùng ấy, nên các bạn yên tâm về chất lượng mắt lọc của chiếc G102 này. Và ngoài ra thì với cái giá 100.000 anh em cũng có đèn LED RGB rất là đẹp mắt và điều chỉnh thông qua phần mềm Logitech được. Thì mình nghĩ là với cái giá này anh em không tìm được một con chuột nào có cái hiệu năng tốt hơn con G102 đâu. Và đi kèm với một con chuột RGB thì chúng ta sẽ cần đó chính là một con bàn phím RGB. Thì ở đây combo đầu tiên thì mình chọn đó chính là chiếc Daru EK87. Mình chọn Daru EK87 tại vì nó là TKL. Mình thì rất thích bàn phím TKL tại vì chơi game ấy, các bạn chả bao giờ các bạn cần bàn phím số bên này cả. Các bạn cần nó càng gọn càng tốt. Đặc biệt khi các bạn chơi game FPS ấy thì các bạn cần đó chính là một khoảng không càng rộng càng tốt để di chuột. Và cái bàn phím TKL cho các bạn đó chính là cái khoảng không rất to để các bạn di chuột được ở bên này. Đây là bàn phím cơ nhá, 100% bàn phím của mình giới thiệu các bạn đó chính là bàn phím cơ. Và các bạn có thể điều chỉnh đèn LED ở đây, các chế độ đâu nhỉ? LED đâu? Đây. Rất là màu mè và đủ cho các bạn nhìn trong buổi tối và các bạn biết các bạn viết cái gì. Và bạn bè mà chụp lên nhìn cũng khá là ngầu. Và đây là bàn phím Switch Blue nên là nó sẽ có tiếng click key. Nhưng mà ngoài ra Daru cho các bạn đó chính là đầy đủ các loại switch khác để các bạn có thể thích kiểu gõ không ra tiếng hoặc là gõ kiểu click key. Nhưng mà nếu mà các bạn mới chơi bàn phím cơ ấy thì hãy lựa chọn những bàn phím cạnh click key như này, hơi ồn một tí nhưng mà cảm giác gõ các bạn rất là tốt và các bạn cảm nhận được đó chính là những cái gì nó khác biệt so với phím cao su thông thường. Và cuối cùng thì là một con tai nghe 7.1 thì mình cũng không biết giới thiệu gì về con tai nghe này. Tại vì chất âm của nó thì theo mình thấy thì có đèn LED RGB nhá. Đúng không nhỉ? Có đèn LED ở đây. Nhưng mà theo mình thấy thì chất âm của nó khá là vừa đủ dùng, nó không phải là hay hẳn nhưng mà với cái mức giá vài trăm nghìn thì các bạn bù lại các bạn được một con tai nghe 7.1. Và đặc điểm rất là hay chính là do cái phần đệm tai bên trong nó khá là to, nên là khi các bạn đeo như này, các bạn sẽ không bị đó chính là phần vành tai các bạn chạm vào trong cái phần viền này. Và nhưng mà các bạn nào bị mồ hôi nhiều ấy, thì nó sẽ bị mùn cái phần này ra. Nhưng mà các bạn nào mà chơi trong phòng điều hòa nhiều như mình ấy, thì chả phải liên quan lo gì đến cái này cả. Nhưng mà điểm trừ duy nhất đó chính là micro nó khá là ngắn, nó để ở phần này. Và theo mình thấy thì một con tai nghe gaming ý, các bạn nên có một cái micro ra khoảng tầm từ trước miệng này thì nó thu âm sẽ rõ hơn. Còn ở bên này thì nó sẽ bị thu một vài tạp âm bên ngoài. Nhưng mà dù sao thì chúng ta vẫn chấp nhận được với cái giá 2 triệu cho toàn bộ combo, đó chính là Logitech G102, bàn phím Daru IK87 và con tai nghe Daru EH722X. Đây là combo đầu tiên của ngày hôm nay.
Tiếp theo, nếu các bạn không thích bàn phím TKL, các bạn cần một cái gì đấy to, nặng, dài thì ok. Mình có ở đây một cái bàn phím to oạch, và combo này vẫn là giá dưới 2 triệu. Đó chính là chiếc Edra EK3104 RGB luôn. Đấy, đó chúng ta, đó chính là một cái che bàn phím để đỡ bụi như clip mà ly vệ sinh máy. À, bàn phím này thì chúng ta sẽ có kích thước là full size, và các bạn có thể thoải mái là gõ bàn phím phần số ở đây. Thì đấy các bạn, nếu các bạn thích chơi game, thích gọi là vừa làm việc vừa dùng bình thường ấy, thì chơi những cái bàn phím như này. Giá của nó cũng khá là rẻ. Dùng cổng USB Type-C thời thượng luôn nhá anh em nhá. USB Type-C đây này. Đấy. Cắm vào đây không lo chiều, và chúng ta có một bàn phím sáng lập lòe. Đấy, màu chạy khá là đẹp. Và cũng như chiếc Deru nãy, chiếc Edra này cũng đầy đủ tất cả các loại switch. Và anh em có thể lựa chọn switch tùy theo sở thích của mình. Và mình vẫn khuyên anh em, nếu mà chưa chơi phím cơ bao giờ, mua Blue cho mình. Lúc sau khi dùng chán Blue, anh em mới tìm ra những sản phẩm khác nó gọi là phù hợp hơn với bản thân. Và chuột thì mình đang lựa chọn ở đây là chính là con Edra M6502 Pro. Nếu lúc nãy thì chiếc Logitech 102 ấy, nó sẽ bị vấn đề đó chính là khá là bé với anh em tay to. Thì bây giờ chiếc Edra M6502 này có một thiết kế hoàn toàn khác rất nhiều, tại vì nó là chuột dành cho người chuột tay phải nhá. Tay trái nó không dùng ở đâu. Và các bạn có thể nhìn thấy nhá, tay mình thế này, cầm nó khá là ôm tay với một người có khổ tay to như mình. Và ngoài ra có phần bên nút bên tay trái này, có thể để phần ngón tay cái vào, nó khá là tiện để nghỉ. Và với cũng một thiết kế chuột dạng to như này thì chúng ta sẽ rất dễ dàng với những việc các bạn bắn game FPS, và để cái phần tốc độ di chuột nó thấp ấy, thì các bạn hoàn toàn là phần các bạn, tại vì bình thường khi các bạn bắn ấy thì cổ tay các bạn phải khá là thẳng như này, các bạn như này, nó sẽ dễ dàng hơn nhiều so với việc mà các bạn dùng con chuột cỡ nhỏ như con 102 lúc nãy. Thì đối với game FPS thì mình vẫn luôn luôn ưu tiên các bạn, và các bạn là nên dùng những cái con chuột nó to hơn một chút. Và mức DPI của chúng ta đang có là tối đa là đến 16.000 DPI cơ. Nhưng mà thực sự ấy, không ai dùng đến 16.000 cả, 2.400 là quá đáng lắm rồi. Mình bắn súng để 500, 400, 500 thôi. Bên dưới đấy fit chuột này khá là to. Và nhìn chung thì đây là một con chuột mình đánh giá là khá là ổn cho các bạn chơi game FPS. Và bản thân mình thì mình thử rồi, mặc dù mình không phải là một game thủ chuyên nghiệp chơi game FPS, nhưng mà đối với mình thì một con chuột này nó cũng khá là ổn. Và cuối cùng là một cái tai nghe, đây có lẽ là combo chuyên chơi game FPS rồi. Đó chính là chiếc Zitly ZH20. Một cái tai nghe khá là to. Thì thứ nhất là cái phần headband này, các bạn sẽ đỡ bị đau khi mà các bạn để vào đầu. Nếu ngày trước các bạn dùng những tai nghe như Razer, Kraken ấy, còn headband hoặc dùng cái headband nó gập ấy, nên là cái phần đỉnh đầu rất là đau. Thì những cái tai nghe như Zitly này họ dùng headband dạng mềm, nên là các bạn đeo vào đầu nó khá là ổn. Và ngoài ra thì cái phần bên trong lòng tai này cũng là rất là to, nên là các bạn có thể thoải mái, tai các bạn không hề bị kẹp vào vành gây đau. Điểm trừ vẫn đó chính là cái độ dài của mic. Mình không biết tại sao họ tiết kiệm một tí như nào khi mình cho một cái mic nó dài hơn đi. Và cái tai nghe này cho các bạn một cái âm thanh 7.1 và dùng âm thanh thẳng qua cổng USB. Tức là cái tai nghe này cũng như tất cả các tai nghe sử dụng cổng USB khác, nó sẽ có một phần driver riêng để nó tự điều chỉnh âm. Nên là thực sự là những cái phần, nếu các bạn có những con mainboard cao cấp ấy, thì những con mainboard nó sẽ không thực sự phát huy được khá nhiều sức mạnh. Và nếu các bạn có những con mainboard cao cấp, các bạn muốn tận hưởng những cái chip âm thanh cực kỳ đỉnh cao, thì nên dùng tai nghe sử dụng cổng 3.5. Và tai nghe USB này cho các bạn đó chính là cái giải pháp all-in-one. Chất âm các bạn đi đâu nó cũng như thế, tại vì toàn bộ tai nghe nó xử lý qua một con chip ở trong tai nghe, chứ không phải xử lý qua chip của mainboard. Rồi, chúng ta đi qua, đó chính là hai con bàn phím khá là màu mè, nhưng mà không thích màu thì sao? Với các bạn không thích màu mè chẳng hạn, như mình rất ghét RGB, thật sự luôn, thì chúng ta hãy dùng chuột phím và vẫn tai nghe, đó chính là con Deru lúc nãy. Và đầu tiên là chuột Kose Kata Pro. Có lẽ là khá ít các bạn thực sự đã dùng thử con Kata Pro, nhưng mà khi dùng thử các bạn sẽ thấy nó khá là ổn. Kata Pro có một cái thiết kế nhá, nó cũng khá là nhỏ, tương tự như là chiếc 102, nhưng mà phần lưng của Kata Pro gù hơn G102 một chút, và phần đuôi thon gọn lại hơn, nên là nếu các bạn mà tay nhỏ ấy, thì các bạn cầm nó sẽ ôm hơn. Còn đối với tay to như mình chẳng khác gì cả. Và Kata Pro này chúng ta cũng có thể điều khiển
đèn LED này thông qua phần mềm Corsair IQ, và các bạn nào đang dùng hệ thống máy của Corsair thì tận dụng luôn cái phần IQ để điều khiển LED của con bàn phím này. Và ngoài ra thì các bạn sẽ có là 12.400 DPI nhưng mà các bạn không bao giờ dùng đến đâu, và hãy chỉ dùng mấy trăm DPI thôi. Và theo mình, những con chuột nhẹ như con Corsair Kata Pro này này thì nó sẽ không tốt cho các bạn nếu các bạn chơi game FPS mà cần một độ đầm chuột. Tại vì những con như con Edra như mình giới thiệu cũng thấy đầm chuột hơn khá là nhiều. Corsair này nó phù hợp hơn cho các bạn nếu các bạn chơi game mobile như Liên Minh Huyền Thoại nhé. Tại vì khi chơi Liên Minh Huyền Thoại các bạn sẽ cần di chuột theo hướng chéo như này khá là nhiều. Bản thân ngày trước mình chơi rất nhiều Liên Minh Huyền Thoại nên là các bạn cần con chuột cảm thấy nhẹ và các bạn cầm như này nó sẽ di chuyển nó dễ hơn so với việc là các bạn cầm như này này. Nên là những con chuột nhẹ và dạng cầm nhỏ như là Kata Pro này, các bạn chơi game Liên Minh Huyền Thoại hoặc là những game Dota rất là sướng. Và ngoài ra nếu các bạn nào như mình ngày trước ấy, thì mình hay để nút item nút 6 và 7 của Liên Minh Huyền Thoại trong hai cái nút này. Thì nó khá là tiện, nên mình ấn nút 6, 7 thay vì phải với tay ấn hai cái nút này. Và ngoài ra mình chơi Dota để mình để đây là nút thao. Và tiếp theo đến với cả bàn phím. Thì đây là một chiếc bàn phím không hề có một tí LED nào, không hề có LED đâu. Anh em nào mà không thích LED thì một con bàn phím này không có LED, nhưng mà keycap của chiếc Edra EK387 này rất đẹp. Phông chữ nó đẹp hơn nhiều so với các phông chữ dạng phổ thông có LED như là của con Edra này. Các bạn nhìn thấy nhé, phông chữ rất khác hẳn nhau. Và thực sự đối với mình thì mình thấy những cái phông chữ như trên chiếc EK387 này nó trang nhã hơn nhiều. Và ngoài ra cái kiểu này thì các bạn có thể nhìn khá là rõ trong buổi sáng và buổi tối, các bạn gõ quen rồi thì các bạn cũng không cần thiết phải là nhìn vào bàn phím. Nhưng mà cái tông màu phối màu của Edra làm bàn phím này đó chính là màu xám, màu đen và màu xanh, hay nó hay gọi là cái phối màu kiểu midnight blue thì phải. Mình lâu lắm mình không chơi keycap mình không nhớ. Nhưng mà nhìn chung thì cảm giác gõ của EK387 thì nhiều anh em bảo là rất là ngon, rất là sướng tại đường switch của Caterong. Đây cũng có rất nhiều là các loại switch để các em lựa chọn. Và nếu anh em muốn tìm một bàn phím nào keycap này double shot cơ, đây là keycap double shot này, tức là in hai lớp, thì các bạn không bao giờ nó có thể được học được, không bao giờ có thể mở chữ được. Và nếu anh em tìm một cái combo nào bàn phím nào mà cảm giác khó tốt nhất ý, thì là con EK387 này. Còn màu sắc nhất ý, thì có thể là hai bàn phím trước. Đây gần như là thiên về cái sự gọi là thanh lịch và trang nhã. Và mình vừa giới thiệu với các bạn đó chính là combo 3 bộ gear dưới 2 triệu mình cảm thấy là ổn áp nhất so với tầm giá mà các bạn nhận đến lì xì có thể mua ngay lập tức. Tại vì chúng mình bán hàng xuyên Tết và các bạn hãy đón xem vào ngày mai và chúng mình sẽ đến với đó chính là những cái một cái bộ combo khá là hay cho các bạn muốn làm Racing Boy vào ngày mùng 2 Tết. Còn bây giờ xin chào, hẹn gặp lại các bạn.